Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bước vào chủ nhật thứ 13 thường niên năm A. Bài tin mừng với chủ đề Kẻ nào không mang lấy thập giá thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào tiếp đón các con là tiếp đón thầy. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính kẻ nào cho một trong những kẻ bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ thì quả thật thầy nói với các con người ấy không mất phần thưởng đâu kính thưa quý ông bà và anh chị em có một câu chuyện kể như thế này chúa hứa với một bà là ngài sẽ đến thăm bà vào ngày hôm đó bà rất hãnh diện về điều này bà cọ rửa lau chùi đánh bóng quét bụi và sắp đặt mọi thứ sẵn sàng bà ngồi và đợi chúa đến đột nhiên có tiếng gõ cửa bà vội chạy ra vừa đẩy cửa bà thấy một người ăn xin đứng đó bà liền nói không hôm nay tôi không giúp anh vì chúa luôn ở với anh rồi tôi đang nóng lòng đợi chúa đến không thể giúp anh điều gì cả bà đuổi anh và đóng cửa lại mấy phút sau lại có tiếng gõ cửa bà mở cánh cửa nhanh hơn trước thấy gì một vài người nghèo nè rất tiếc tôi đang đợi chúa đến hôm nay tôi không thể giúp đỡ các ông rồi bà đóng sầm cửa lại một lát sau lại có tiếng gõ cửa bà mở ra và thấy một người ăn xin rắt rưới anh xin ăn và ngủ qua đêm ồ hãy để cho tôi yên tôi đang đợi chúa đến tôi không thể tiếp anh được người ăn xin ra đi và bà tiếp tục chờ hàng giờ trôi qua và màn đêm buông xuống nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu gì là của chúa cả bà băn khoăn không biết ngài ở đâu cuối cùng bà đành lên giường nằm chờ rồi bà ngủ đi lúc nào cũng không biết nữa trong giấc mơ bà đã thấy chúa đến và ngài nói với bà hôm nay ta đã đến nhà con ba lần và cả ba lần con đều đuổi ta. kính thưa quý ông bà anh chị em, thật tiếc cho người đàn bà trong câu chuyện trên, bà ta đã bỏ lỡ cơ hội gặp Chúa dù bà rất khao khát gặp ngài. có lẽ bà đã quên rồi đoạn tin mừng hôm nay. ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ai đó tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính và ai cho một trong những trẻ bé mọn này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy thì thầy bảo thật anh em người đó sẽ không mất phần thưởng đâu quả thực chứ không hiện ra tỏ tường để đến với chúng ta nhưng chúa vẫn hiện thân trong những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày đặc biệt chúa hiện thân nơi những người nghèo hèn bé mọn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta chúa có thể đến với chúng ta qua hình ảnh một ngôn sứ để nói với chúng ta những điều chúa muốn và dạy chúng ta những điều phải tuân giữ Chúa có thể đến với chúng ta qua hình ảnh một người công chính để chúng ta ngưỡng mộ lối sống của họ và bắt chước theo nhằm sửa đổi và sống tốt hơn. Chúa có thể đến với chúng ta qua hình ảnh một người ăn xin bên vệ đường, một người già không trốn nương thân, một người tàn tật vất vưởng bên hè phố, một em bé mồ côi không có một mái nhà họ cần chúng ta mở rộng lòng sẻ chia và nâng đỡ chúa vẫn hiện diện như nhiều hình ảnh khác nhau trong cuộc sống của chúng ta và tất cả những gì chúng ta làm cho anh em là chúng ta đang làm cho chính chúa khi đón tiếp anh em chắc chắn chúng ta phải chịu những mất mát mất thì giờ mất công sức và nhiều khi còn mất tiền của nữa nhưng chính chúa sẽ trọng thưởng cho chúng ta bằng việc ngài cho chúng ta sự sống thần linh của ngài và sự sống đó lớn mạnh trong chúng ta đặc biệt kính thưa quý ông bà anh chị em chúa vẫn hiện diện nơi những thành viên trong gia đình của chúng ta nơi vợ nơi chồng nơi cha mẹ nơi con cái nơi anh em đó chính là hình ảnh của chúa thật gần gũi ngay bên cạnh mình gia đình không chỉ chia sẻ với nhau miếng cơm manh áo mà các thành viên trong gia đình còn cần những lời nhủ khuyên những sự cảm thông những sự chia sẻ họ cần có người an ủi trong những lúc đau buồn họ cần có lời động viên trong khi thất bại họ cần sự yêu thương khi cảm thấy cô đơn chính gia đình sẽ giúp nhau những điều đó để mọi người cảm thấy chúa luôn hiện diện trong gia đình mình chúa sẽ ban ơn và chúc lành cho cuộc sống của mỗi người chúng ta khi chúng ta biết đem chúa đến cho nhau lạy chúa xin cho chúng con biết yêu mến chúa và yêu thương anh em xin cho chúng con biết đón tiếp và cư xử với nhau như làm cho chính chúa Amém.